Không phải cứ gái có công là chồng không có phụ đâu nha. Không còn xinh đẹp, không còn tươi tắn hồng hào thì lửa hôn nhân, tình cảm cũng sớm nguội lạnh dần. Nên đừng có chần chừ nữa mà hãy giải cứu ngay cho hai trái đào thâm của bản thân mình sau thời gian sinh nở hoặc là do thâm cơ địa bằng cách là inbox hoặc là gọi ngay cho bên em nha. Cam kết hiệu quả chỉ sau một liệu trình thôi đó.